Còn đây là đội hình ra quân bên phía câu lạc bộ Long An, đội chủ nhà. Họ chơi với sơ đồ đó là 4-3-3, đứng trong khung thành là thủ môn số 1 Bảo Duy. Các cầu thủ trung vệ đó là Phước Bảo, Dương Quân, những cầu thủ chạy cánh đó là Thành Đạt, Khánh Duy, ba cầu thủ tiền vệ trung tâm đó là Hoàng Uy, Moise và Hoàng Anh, ba cầu thủ trên hàng công đó là Hoàng Tú, Minh Tiến và Nhĩ Khang. Đội hình ra quân bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, họ chơi với sơ đồ quen thuộc 4-1-4-1, đứng trong thành là thủ môn số 29 Tùng Lâm, hai trung vệ là Văn Hạnh, Lâm Anh Quang đá băng đội trưởng, hai cầu thủ chạy cánh đó là Viết Triều, Văn Duẩn, những tiền vệ trung tâm đó là Victor Lê, Đình Tiến, Văn Trâm, những cầu thủ trên hàng công đó là Công Thành, Văn Huy và Duy Thường. Như vậy là cuộc đối đầu giữa Long An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã bắt đầu. Các thủ Long An với trang phục màu đỏ sẽ bảo vệ cầu môn phía bên trái mõ nhỏ quý vị và các bạn. Kết quả 90 phút thì cả hai đội cũng đã hòa nhau với tỷ số là 2-2. Duy Thường tạt bóng vào. Đây là cơ hội Victor Lê. Victor Lê dứt điểm. Vào! Một pha cứa lòng tuyệt đẹp của Victor Lê. Một đường cong đã được cầu thủ Việt Kiều tạo ra trên sân Long An. Các cầu thủ trẻ Long An thi đấu hứng khởi, chơi tự tin. Nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, những cầu thủ đã thi đấu dày dặn kinh nghiệm tại V-League, họ đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình. Victor Lê đã có pha đi bóng vào trong và cứa lòng rất đẹp mắt để hạ gỗ cục thủ môn Bảo Duy. 1-0 dành cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Duy Thường liên tiếp là những pha quạt bóng của Duy Thường. Đánh đầu! Lại là Victor Lê, pha đánh đầu bóng đi vót xa. Bây giờ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ chứng tỏ bản lĩnh, những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm. Vừa rồi là đợt tấn công rất tốt của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Cơ hội không vào. Quá đáng tiếc dành cho các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Người có pha dứt điểm đó là Văn Huy. Đây là tình huống dứt điểm thứ hai của Văn Huy. Trong tư thế không ai kèm của Victor Lê là một. Và vừa rồi là pha dứt điểm của Quang Văn Huy. Đây là Victor Lê. Victor Lê. Văn Huy không vào, lần thứ ba rồi. Thật sự đáng tiếc cho cầu thủ số 21 bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Cự ly đội hình phòng ngự của các cầu thủ Long An là một vấn đề rất lớn trong những đợt tấn công của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Quá nhiều khoảng trống khi đối đầu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đánh đầu, Việt Vị mất rồi. Một bài kiểm tra bổ ích của Long An để tiến vào giải hạng nhất năm nay một cách trơn tru hơn. Bóng vẫn trong sân. Nhĩ Khang dứt điểm không được. Quá đáng tiếc, đó là cơ hội ngon ăn. Tình huống dứt điểm không thực sự thành công của Hoàng Anh. Victor Lê. Victor Lê vọt ra. Và là phạt khá hay. Đây là cơ hội đường chuyền rất tốt của Văn Trâm. Dứt điểm không vào. Pha sút bóng đi cắt ngang khung thành của Công Thành. Di chuyển pháo bẫy vị rất tốt và nhận được chuyền từ Văn Trâm. Quá khó cho các cầu thủ Long An. Sút xa. Tình huống sút xa của Đinh Tiến. Bóng đi cắm xuống. Một phút bù giờ ở trong hiệp một mà thôi. Của Đinh Tiến. Đây là cơ hội Văn Huy. 2-0. 2-0 rồi. Và dứt điểm thứ tư của Văn Huy. Anh mới có bàn thắng cho riêng mình. 2-0 dành cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Bàn thắng được ghi ở phút bù giờ cuối cùng. Tình huống ăn mừng của Văn Huy có lẽ là để dành cho người con sắp sinh của anh. Quá đông các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Lối chơi sở trường Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại V-League đó là phòng ngự phản công. Không phải, đó là tình huống Việt Vị mất rồi. Và xử lý hơi mạo hiểm của thủ môn Tùng Lâm.
sự lăn xả của các cầu thủ Long An. Tạt bóng vào. Đây là cơ hội dứt điểm, không được. Quá đáng tiếc dành cho các cầu thủ Long An, pha băng vào dứt điểm không thành công. Thật sự đáng tiếc cho Hoàng Tú ở trong pha bóng. Khá hay, quan trọng vào đường truyền. Đây là cơ hội Hoàng Tú không được. Quá đơn giản. Thêm một pha dứt điểm nữa vẫn không thành công. Pha dứt điểm của Hữu Đăng. Phản công dành cho Long An. Vẫn là đường chất lượng đường chuyền. Đánh đâu! Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2. Và tấn công nhanh và quả tạt cực kỳ chất lượng đã giúp cho Long An đã có bàn thắng mở tỷ số. Bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Pha đánh đầu của Hữu Đăng. Cầu thủ được tung vào hiệp 2. Quá đẹp mắt. Huỳnh Tấn Tài đã giành được bóng rồi. Một đường chuyền dành cho Công Thành. 3-1. Ở ghi bàn đó là Trọng Hoàng. Sai lầm của các cầu thủ bên phía Long An đã bị trả giá. Huỳnh Tấn Tài đã rất cố gắng và có đường tiền kiến tạo. Ngay lập tức thì các cầu thủ bên phía đội chủ nhà phải nhận thêm bàn thua nữa. Công Thành đã có thời gian rất nhiều để ngắm nghía. Sau đó có một đường kiến tạo thuận lợi cho Trọng Hoàng ghi bàn. Và xử lý bóng khá hay của Sĩ Hoàng. Đường chuyền dứt điểm 4-1. Người ghi bàn không là ai khác, đó là Huỳnh Tấn Tài. Huỳnh Tấn Tài đã không ăn mừng khi quay trở lại đối đầu với đội bóng cũ, đội bóng mà anh đã trưởng thành. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 90. Một pha băng vào đệm lòng bằng cái chân trái không phải chân thuận của Huỳnh Tấn Tài. Như vậy là trọng tài Trần Ngọc Nhớ đã thổi còi kết thúc trận đấu. Các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã giành chiến thắng 4-1 trước Long An. Một chiến thắng hoàn toàn thuyết phục của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Một đội bóng được đánh giá là nhỉnh hơn so với đội chủ nhà Long An. Trọng Hoàng được thay vào sân và Huỳnh Tấn Tài được thay vào sân cũng đã có bàn thắng cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Và bây giờ các cầu thủ Long An và huấn luyện viên Trịnh Huy Quang sẽ tập trung cho mặt trận hạng nhất. Họ đã bị loại khỏi cúp quốc gia. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ vào tiến vòng 1/8 để đối đầu với Công an Hà Nội. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.